cái thằng hôm nay kiểu gì nó đi học muộn luôn xem. Bách à? Anh Phương. Dạ, nhà em đang đi ạ. Làm gì mà sụt xịt ở trong đấy đấy? Em khóc đi à? Dạ, tại mùi hành cay nên là nói mà. Trong nhà vệ sinh làm gì có hành? Nào, hát thử bài anh giao xem nào. Dạ. Mẹ cũng quên dần. Đấy, anh biết ngay mà. Có chuyện gì mà khóc đi đàn bà thế em? Mẹ mất niềm tin vào em. Mày, anh nghe này. Con ơi, cái nghề hát này nó khổ lắm. Mẹ trải qua rồi, mẹ biết người ta thì chỉ nhìn vào chỗ xấu để chê thôi. Phải cố gắng con nhá, không được lùi bước. Lúc nào cũng có mẹ ủng hộ hai tay đằng sau. Mẹ em đã từ bỏ ca hát để nuôi dưỡng em, hãy làm cho mẹ tự hào đi. Anh nói đúng, từ giờ em sẽ viết tiếp ước mơ năm xưa ấy của mẹ. Tốt, ra thì mẹ cũng đang dần quên. Hai ba. Mẹ cũng quên dần quên. Cái thằng mày hát như Underjoy ấy, cháu thích cảm xúc gì à? Ồ, thì từ trước đến giờ anh dạy em bao nhiêu kỹ thuật thì bây giờ em áp dụng vào thôi, chứ cảm xúc gì mà cảm xúc. Kỹ thuật mà anh chỉ cho em ấy là để tạo nên cảm xúc, chứ không phải là để thể hiện. Mình chưa giỏi hơn ai đâu em ạ. Ôi giời, anh cứ nói thế nào ấy, em học hát bao nhiêu buổi, bao nhiêu người khen như thế rồi bây giờ anh lại bảo là không giỏi. Cái tao à? Mày cứ... Ôi, anh ơi. Hát về mẹ mà mày như là mày hát về mấy bạn hàng xóm à? Hả? Thế bây giờ anh bảo em phải hát như thế nào? Ước mơ của mẹ đã khép lại để mở ra ước mơ cho em. Em hiểu cái câu hát đấy như thế nào thì hát lên cho anh. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Alo, mẹ à? Bách à, con ăn cơm chưa? À, con ăn cơm rồi. Mẹ này, chuyện gì thế hả con? Từ giờ con sẽ ước mơ thay phần của mẹ. Thay cái thằng bố mày. Bố còn chưa thay được, nói gì đến mày. Xin giới thiệu nhạc phẩm